Rồi sau đây mình xin hướng dẫn các bạn là cách sửa các USB bị hư ha. Thì đầu tiên đây nè, mình đã cắm cái USB vô máy nè, thì USB của mình là hiện là OS nè, thấy không? OS. À, rồi bây giờ mình đít đo vô coi nó chạm ha, đít đo vô nè. Không thì nó báo nè, thấy không? Nó báo là location is not available, là cái vị trí này không có sẵn. FE not accessible, à, có nghĩa là cái OS này nè không có truy xuất được. This the file or directory is corrupt and unreadable, có nghĩa là những cái tập tin và thư mục ở trong này nè đã bị hư rồi và không thể đọc được. À, rồi bấm OK đi ha. Rồi tiếp theo mình vô cái phần cái kính lớp này, à, thì kính lớp này nếu mà máy mấy bạn không có đó thì mấy bạn bấm như sau ha, vô cái thanh taskbar này nè, bấm bên phải vô nó, à, vô đây phần search nè, đó, bấm vô chữ sao search icon ha, nếu mà chưa chọn á, thì nó không hiện cái đó, à, mình ở đây mình chọn rồi, hiện rồi nè, mình có dấu tích nào rồi ha, mình chọn ở đây, à, rồi chọn đây nó hiện cái kính lớp này, thì trên cái lớp này á, bạn gõ vô ha, type here to search nè, cái dòng này nè, bạn gõ vô chữ cmd, đó. Cái CMD này là cái một cái lệnh gọi từ DOS ha, DOS command prompt nè, AB. Rồi mình không có bấm đây liền mà bấm bên phải cho nó ha, bấm bên phải mình chạy với quyền là administrator ha, quyền chủ á, front as administrator, bấm bên phải chọn nó. Rồi sau khi nó chọn thì nó hiện ra một hộp điện thoại của DOS, giao diện của hệ điều hành DOS á, với quyền là administrator, quyền chủ ha, quyền chủ. Rồi tại đây thì mình gõ như sau ha, mình gõ là diskbar ha, d e s k b a r t đó. Lần này sẽ cho phép mình vô cái phần hiệu chỉnh cái ổ đĩa ha, diskbar administrator. Rồi sau khi gõ diskbar xong thì cái dấu nhắc này nó chuyển qua cái diskbar này ha, nó cái lúc đầu là nó c window này ha, chuyển qua diskbar. Rồi thì tại đây mình gõ chữ list list nha, l i s t d i s k d i s k enter đó, thì cái này là mình gõ nhầm nè, gõ nhầm thành ra nó hiện những cái thông tin mà mình không mong muốn ha, tại vì là list list này nè thì chữ list và chữ list phải có khoảng cách thì nó mới hiểu ha. Rồi ở đây mình gõ lại ha, l i s k l i s t khoảng cách cái d i s k list list ha, enter đó, thì lúc này nó mới đúng nè, không lúc này mới nó liệt kê cái danh sách ổ đĩa có trên máy tính của mình ha. Thì ở ở trên máy mình là hiện có ba ổ nè, thứ nhất là ổ ssd nè 465 GB, thứ hai là ổ hdd 476 GB, và thứ ba là cái ổ dưới bên mình vừa cắm vô đó ha, là 7674 MB, có nghĩa là khoảng 8 GB á ha. Rồi khi mà liệt kê list list mình thấy ổ đĩa rồi ha, thì mình biết là cái ổ đĩa USB mình là ổ disk 2 ha, thì bắt đầu mình tiếp tục mình dừng lệnh sau, mình gõ chữ là select d i s k rồi chọn là disk 2 ha, d i s k 2 đó, nghĩa là chọn ổ đĩa disk 2, ổ đĩa disk 2 đây chính là ổ đĩa USB của mình đó, select disk 2 ha, enter. Rồi, disk 2 is now the select disk, có nghĩa là ổ đĩa 2 bây giờ đã được chọn rồi. Thì bây giờ mình làm tiếp là như sau, mình bấm lệnh clean ha. CLEAN, clean. Clean cái là xóa sạch cái ổ đĩa đó đi á, xóa sạch ổ đĩa đi, clean enter. Rồi cái dòng lệnh nó báo nè, this bar success in cleaning the disk, thì khi nó báo chữ này ha là có nghĩa là cái phần mà mình điều chỉnh về disk bar nó là thành công rồi ha. Rồi sau khi thành công rồi á mình mới tắt cái phần này đi, tắt đi ha, tắt đi, tắt cái phần DOS này đi nè, tắt đi. Rồi tiếp theo á, ở phần disk PC nè, disk PC đó, rồi máy tính của mình nó bấm phải ở đây, mình chọn là manage ha, manage
Manage. Rồi nó sẽ hiện là cái computer management này ha, để quản lý về máy tính của mình đó. Thì mình bấm vô chữ disk management ở bên cái cột bên tay trái này ha, disk management này. Rồi rồi khi mà bấm disk management á, mình kéo xuống đây nè, mình thấy nè, thấy không, đây là cái ổ ổ này là ổ SSD của mình này ha, ổ này là ổ ổ HDD này ha, ổ này chứ là ổ SSD chứ, disk 1 là SSD nè, ổ là ổ 0 là HDD ha, tại vì nó có cái phân vùng mà boost nè, thì mình nhìn vô nhờ phân vùng boost đó, chăm hiu thì đó, recover hiu rồi, nhìn cái này là mình biết là nó là thường là ổ khởi động, khởi động thì hiện giờ trong máy mình mặc định là ổ SSD á. Mình nhìn vô đây mình biết là ổ SSD, mặc dù nó không hiện chỉ gì chữ SSD đó, nhưng mình nhìn vô đây mình biết. Còn đây là mình thấy nó không có cái vùng khởi động, thì ra mình biết là nó là HDD. Rồi ở đây nè thì có cái disk size review memory map 79 nè, chính là cái ổ đĩa của mình, thấy không, ổ đĩa USB của mình đó. Mình chọn vô đây ha, chọn đây thì khi chọn đây nó có cái phần xịt màu xám này, nó đang chọn này, thấy không, lúc mình nếu mình chọn đây này, thấy không, chọn cái vô cái nào nó hiện màu xám thì mình chọn đây nè, xịt mình biết là đang chọn. Rồi sau đó mình bấm bên phải vô đó, mình chọn là New Symbol Volume, là tạo đĩa mới ha, New Symbol Volume. Rồi tiếp tục bấm Next, anh hỏi gì bấm Next. Rồi tiếp tục nó hỏi gì kệ nó, cứ bấm Next ha, Next. Rồi tiếp tục nè, nó là Assign the following driver letter AG, nghĩa là gán cho cái ổ đĩa này đó như là ổ đĩa G, tại vì trong máy tính mình á hiện giờ cái ổ SSD và ổ HDD mình chia ra làm mỗi cái ổ hai lần là 4, là nó có C D E F G đại khái vậy đó, thì nó tự động chia ra. Rồi mình cứ bấm Next thôi, mình không làm gì hết, mặc định của nó thôi. Next. Rồi tiếp theo á, nó volume label nè, đặt tên nè, đặt tên cho ổ đĩa SSD của mình á, thì mình có thể đặt tên đây, dù đặt tên là USB ha. USB này USB của mình là cái loại cái cổ đeo tay, là USB đeo tay ha. Đeo tay. Rồi bấm Next thôi. Còn mấy cái thông số khác giữ nguyên ha. Next. Rồi bấm Finish. Rồi, sau khi Finish xong á. Rồi bấm rồi chờ nó đi ha. Rồi. Rồi sau khi finish xong á thì nó hiện nè ha, USB đeo tay nè, 7 mà healthy là sức khỏe tốt á, premium partition chưa, nãy là nó để unload con á, unrecover ha, đó là chưa có gì hết, trong khi mình tạo xong rồi nó ra nè ha, rồi ra xong rồi mình tắt cái hộp lại này đi, mình không cần hết. Rồi giờ mình vô USB đeo tay nè ha, nó hiện là ổ G nè ha, cái tên là tên USB đeo tay nãy mình đặt á, ổ G nè, giờ lít đôi vô nè, thấy không, nó chạy ok rồi ha, hết báo lỗi giống như nãy rồi. Giờ mình chép thử cái file vô ha, chép thử ổ C, bấm extract đi, chép thử một đi copy này ha, rồi vô bữa data này bát nó vô đó, thấy không, bát vô rồi thử coi picture này ha, rồi copy đại cái đống này đi, chọn phải này, bấm copy nè rồi vô USB data nè, bấm phải nè, bát nè. Đó ha, thì là mình đã hướng dẫn các bạn sửa thành công một cái USB bị hư rồi ha. Rồi chúc các bạn thành công. Nếu mà có thắc mắc hoặc làm không được á thì cứ nhắn comment mình bên dưới, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn kỹ hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.